lên lại cặp telephuken cho anh em xem. Cặp này telephuken nha, cặp này bát hơn 20, chắc 23 25 gì đó, anh em coi thì coi lại nha. Cái model của nó là H 1600, cặp này là 5,5 triệu nha anh em, hay lắm luôn á. Mình đang tới mình test đồ rồi này này, quay mấy cái lum ra cho anh em coi. Ôi trời, từ sao mở cửa vậy? Ai ở đây có con tích cam này anh em, con này anh em nào, con này mình test hết rồi nha anh em nào, chơi nhanh gọn thì mình tính 2 triệu rồi anh em, 2 triệu nha. Tích cam hai học hát hết luôn chưa này, cassette với lại radio của đua này, size 38, bộ đó 2 triệu này, dưới còn thước đài của Nordman nữa này, bằng 8 jack này. Anh em thích Marantz này, Marantz này thôi. Mấy con này thì chắc nó chết rồi anh em, mấy con này không có sống đâu nha anh em, và anh em phải coi lại Marantz nữa đây. Lobio này, Lobio Loman á. Mấy cặp mà cỡ tầm đó thì 4,5 triệu một cặp nha anh em. Rồi, ở đây ba đồ linh tinh nhiều lắm luôn á. Nè, Philips nè. Có mấy quạt nữa nè anh em, mấy quạt Nhật này, Panasonic này. Anh em nào chơi thì Zalo số này nha anh em.